Điền. Điền rồi. Điền rồi. Tối về bố bỏ sao bánh ăn đi. Ok kìa. Xin chào các bạn, mình là Nắng. Đây là Hà Nam. Đây là Hưng Đàm. Hôm nay thì ba chị em mình sẽ làm bánh để chúc mừng sinh nhật bố mình. Tại vì hôm nay là sinh nhật của bố nên là ba chị em trở về studio để tự làm bánh. Xong rồi lát nữa thì bọn mình sẽ mang bánh về quê và tối nay thì tổ chức sinh nhật. Vừa hôm qua thì có bạn hỏi mình trên livestream là không quay vlog với cả Hằng Đàm mà ấy. Nên là đây, hôm nay mình đã lôi được Hằng Đàm, đã mời được Hằng Đàm rất là khó khăn từ đây để không khó lắm. Chỉ với một tin nhắn là mai đi làm bánh sinh nhật tặng bố nhé. Thế là mình cũng ok đi luôn. Kiểu như là tùy nội dung ấy, ví dụ như là bảo làm bếp như là trang trí bếp hay là dọn nhà chắc là không đâu, nhưng mà làm bánh thì ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với việc đập trứng. Thì cái công thức này có 5 quả trứng gà ấy, anh ấy vừa hướng dẫn một quả rồi, bây giờ chị ăn được quả tiếp theo nhé. Em thấy vỡ quả sao không ta? Có, nhiều sao lắm. Ôi giời ơi. Thật ra thì em không có niềm tin vào bản thân thứ nhất ấy. Tí nữa thì trượt tay. Ôi giống vỡ nhỉ. Ôi giời ơi. Phải trộn hai hỗn hợp khác nhau ấy, bên này là lòng trắng, còn bên này là lòng đỏ. Ok. Đây, bây giờ em sẽ cân đường. Thế thì mình cần 70 gram đường ấy. Không có. Ôi 77 gram rồi. Em bỏ vô đây. Đơn giản. Thiếu thì mình cho thêm mà thừa thì mình bỏ ra. Ôi nhớ chưa. 70 quả vừa sinh. Mình Cái này. Dầu ăn màu nhiều lòng đỏ ấy. 35 gram dầu ăn. Đừng đổ quá nhé. Nó quá hay sao ta? Đổ hết một thôi từ từ. Mình đổ từ từ. Thì cuối bảng như này. Anh ấy 42 rồi sao không? Không sao, không sao. Giờ reset đi để cân sữa. 42 thì có dùng gì? Không sao. Đấy, đã bảo đường dùng rồi mà. Cái gì đó? Đầu tiên bảo thôi được dừng lại, thế là đổ quá tay, không sao hết. Bây giờ cho 100 gram sữa. 100 gram sữa thì đổ 80 thì đổ chậm chậm. Em thấy mấy cái này đơn giản mà chúng nó không bị sợ ấy anh. Nhỉ? Ví dụ như nó chênh lệch một xíu không sao đúng không? Thế là 9 rồi sao 9 muối? 10 gram là được. Rồi bây giờ em bỏ xuống cân xong rồi nó đánh tan đấy anh. Cứ để cho mày. Anh ấy kiểu nó có cái quy chuẩn nào mà nhìn trông được chưa? Đánh nó mượt là được. Nhìn nó tan cái bột ra nó sẽ rất là mượt. Nó không quấn cục bột. Lòng trắng này mình sẽ đánh bằng máy thôi mọi người, để cho nó bông nhé. Bây giờ chạy nó nổi bọt xuống lên thì mình cho muối rồi. Đấy sao đánh nữa. Đánh cho nó bông ngọt vào màu. Cho đều ạ, cho đều không quáng quang nên mình bật máy. Để ban đầu đánh số 1 xong mình tăng dần số 3. Lấy 1/3 vòng trắng cho vào vòng đỏ đánh. Rồi ok. Đấy bây giờ em lấy cái khuôn ở bên đằng sau. Lấy khuôn kìa. Xong rồi tiếp bước tiếp theo là làm gì ạ? Tiếp theo cho lò đi. À, đã đợi đúng không anh? Nướng khoảng bao lâu ạ? Nướng khoảng gần 60 phút. Đừng chạm tay vào lò mà. Ok, phải đợi nhẹ nhàng. Ok.
là chị làm đúng không? Bây giờ bây giờ chị đừng tạo lực nữa. Đừng. 201. Mấy cái chuẩn vãi chưởng. Cái ngày mà. Những ngày mà cô có vẻ như định đổ tiếp ấy. Có đâu. Thôi rồi chị nhanh đi đơn vị xem đã. Cộng thêm cho sẽ thấy được. Trời xinh luôn, hai chồng tôi còn ngưng mà mình cất chồng với cất luôn. Nice. Bây giờ là bỏ ra là sao ạ? Đây trời. Em đi úp luôn. Ờ, xuống đúng rồi. Nước này thì nó thấm vào cuộc sống. Sau đó là em sẽ lấy kem nhé. Cứ cầm con dao, cầm đúng nó là một chuỗi. Chỗ này một chuỗi nhé. Em sẽ làm một chuỗi kem. Em sẽ xem trên TikTok. Đúng rồi, cầm con dao. Muốn ăn đi kem thì mình lấy vừa nhé. Rồi em sẽ gạt mỏng ra này. Gạt cho nó kín hết cái phần cốt bánh ra được nhé. Đấy. Đây anh cứ gạt xong xong, con dao nó xong xong là được. Sau khi gạt kín hết cái cốt rồi nhá, thì đặt con dao tâm này, mặt chạm rồi nhá, quay này, rồi lấy cái kẹp đi vào, nó làm phẳng cái mặt này, quay vòng cái này vòng tôi phẳng cái đấy rồi chín. Wow. Mình có hơn bằng mình nữa. Cái cuối cùng thì em sẽ làm đẹp hơn nữa này. Nghệ lắm. Thôi chú ý một cái tối cho đó. Rồi ok. Đây. Kinh nghiệm trên TikTok bao nhiêu năm? Không, từ lý thuyết đến thực hành nó là cả một quái, là một vấn đề ấy. Nếu mà lý thuyết giỏi mà thực hành cũng giỏi thì chắc là ai cũng thành thợ hết rồi. Tại sao anh miết mà nó không bị dính cái thằng bột của anh cách thì nó không gì? À, thế TikTok thế. Tức là em quên hết, một lần anh dạy cho em quên. Chắc là gì? Cái gì? Em diễn này thì em diễn TikTok. Nghiêng sang bên, ra sát mé tôi ra lại, nó xoay vật xoay. Đấy, cứ quẹt theo một hướng. Quẹt theo một hướng. Rồi. 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 Em cũng làm giống như một dưới nhưng mà chỉ khác là mình sẽ làm cửa ở xung quanh ấy. Trời ơi múc luôn cả cái kéo lên gì đó thế nào được. Sợ thật đấy. Thôi vừa thôi. Mình mỗi cái đấy chỉ một đoạn thôi mà. Thấy khen được cái là tới biết tôi gọi là ố dề. Trời ơi trời ơi. Đã bảo bốc cái trở lên. Sao đấy. Quay đấy đúng không anh? Quay
đang xoay 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 cổ cái. Tức là bọn mình làm xong bánh rồi à, bọn mình làm từ lúc 11 giờ đến bây giờ là 2 giờ. Đấy, như thế là hoàn thiện rồi đấy. Nói chung là nó cũng kiểu khá là dễ nếu có người hướng dẫn. Đến studio thì tiện hơn bởi vì đồ đạc có hết rồi và người có kiến thức giúp đỡ bọn mình nữa nên là bọn mình làm cũng không có mất thời gian lắm, 3 tiếng đồng hồ. Hoàn thiện rồi là mình sẽ kiểu studio sẽ chuẩn bị trước cho mình cái hộp ấy, xong mình sẽ bỏ vào, xong mình xếp đây đâu. Bây giờ bọn mình ba chị em sẽ kiểu xách cái bánh này về quê cách đây khoảng tầm 50 cây để chúc mừng sinh nhật bố. Đây thì mình sẽ sinh nhật. Chào không có gì không? Tưởng là làm bánh không đẹp mà cũng đẹp không tưởng nên là hy vọng là mẹ chắc là mẹ sẽ thích, rất là thích. Nhưng cái này nó cái mẫu này thì dùng cái mẫu năm trước bọn mình mua ấy, nhưng mà năm nay thì mấy chị em tự thấy là làm đẹp hơn đúng không? Nó chỉ khác là mình tự làm thôi đúng không? Đẹp hơn. Hương thì sao? Thấy đẹp. Đẹp rồi. Nói chung là Hưng cũng không phải làm nhiều á, chứ hôm nay là chị Hằng làm. Mình cảm giác là mình tự làm thì nó cảm hơn ha. Thế chắc là bây giờ tạm biệt mọi người ha. Cũng như là tối nay về nếu mà được thì mình sẽ quay cho người xem là tối nay nhà mình sinh nhật ở nhà cùng với cả bố mẹ như nào nhé. Ok, bye bye.